viên VTV Cần Thơ đã có mặt kịp thời ở khắp các địa phương từ thành thị đến nông thôn để ghi nhận và chuyển tải đến quý khán giả những đổi thay, những bước chuyển mình của vùng đất chín rồng. Xin kính chào quý khán giả. Những hình ảnh mà quý khán giả vừa xem là chương trình thời sự cuối cùng của kênh khu vực VTV Cần Thơ 1 cách đây hơn 6 năm. Hôm nay, ngày 10 tháng 10 năm 2022, tôi hạnh phúc và tự hào khi thay mặt tập thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực Tây Nam Bộ gửi lời chào đến tất cả những khán giả gần xa. Kể từ hôm nay, VTV Cần Thơ, kênh truyền hình quốc gia được phát sóng phục vụ khán giả gần xa, đáp ứng công tác thông tin tuyên truyền, thực hiện nhiệm vụ chính trị tại khu vực. Chính xác, nhanh chóng, sáng tạo, hiện đại và gần gũi, VTV Cần Thơ sẽ luôn là người bạn đối với quý khán giả trong mọi chuyển động của đời sống hàng ngày. Và đồng hành cùng tôi trong chương trình Miền Tây hôm nay buổi sáng đầu tiên là biên tập viên Công Khoa. Rất là xin được chào chị Thiên Nhi và xin được kính chào quý khán giả. Thực sự là một người trẻ thì ngày hôm nay tôi cảm thấy rất là xúc động và tự hào khi mà được tham gia một cái chương trình đặc biệt như thế này. Rất nhiều thông tin hấp dẫn liên quan trực tiếp đến cuộc sống bà con tại vùng sông nước sẽ có trong 30 phút tới. Đừng rời khỏi màn hình nhé.